Các bạn ơi, sau khi mà chị Thảo sử dụng xong cái công nghệ Ultra FLX 4.1 thì hiện tại chị Thảo đang trong quá trình là bác sĩ kiểm tra lại cái làn da của mình. Và chúng ta nhìn thấy là cái làn da của chị đã rất là đẹp rồi, căng bóng và hồng hào. Nhưng mà hãy cùng tiến lại sâu một chút để nhìn rõ hơn và có thể có được những cái thông tin chính xác hơn về làn da của chị Thảo nhé. Dạ, em chào bác sĩ ạ. Chào em. Vâng, không biết là chị Thảo mà sau khi mà làm xong thì bác sĩ có thể so sánh một cách trực quan và trực tiếp hơn cái trước sau của chị Thảo được không ạ? Đây là hình ảnh của Thảo trước khi sử dụng công nghệ Ultra FLX 4.1 nhé. Các bạn có thể quan sát này, hình ảnh gương mặt của Thảo thì có rất là nhiều những cái điểm lão hóa sớm, cụ thể là cái phần dưới mắt này, cái phần mà làm cho bạn ấy cảm giác mệt mỏi và trông rất là già, đấy chính là cái phần ở phía dưới mắt, quầng thâm và bọng rất là nhiều. Đấy, cái phần đuôi mắt của bạn ấy cũng rất là nhiều nếp nhăn nhỏ li ti. Thì toàn bộ cái gương mặt của bạn ấy hai bên như này làm cho gương mặt của mình cảm giác tối đi và sạm đi. Đấy, và trông rất là mệt mỏi. Ngoài ra thì toàn bộ gương mặt của Thảo hai bên này thì không được thon gọn này. Cái phần bọng má của bạn ấy hai bên rất là nhiều. Đấy, nó chảy xuống và làm cho gương mặt của bạn bị bè ngang và trông rất là già. Hai cái phần rãnh của bạn ấy rất là đổ mô rất là nhiều đây. Hai cái ngoặc sâu hai bên má. Thì toàn bộ gương mặt của bạn ấy rất là nhiều nếp nhăn li ti nữa, cái sắc tố da cũng không đều. Đấy, toàn bộ gương mặt của bạn ấy thì nó không được sáng. Và đây là cái hình ảnh sau khi Thảo sử dụng công nghệ Ultra FLX 4.1. Thì như các bạn có thể thấy là sau khi làm 60 phút điều trị thì bạn ấy cải thiện rất là tốt. Cái phần bọng mắt của bạn ấy đỡ hơn này, căng hơn. Cái phần nhăn đôi mắt của bạn ấy cũng giảm đi nhiều này. Đặc biệt là hai cái vùng má của bạn ấy, các bạn có thể thấy săn chắc, nó săn hơn rất là nhiều. Nó nít lên, tất cả cái vùng gương mặt bạn nó thon gọn hơn. Và làm cho gương mặt của Thảo trông sáng hơn và trẻ hơn rất là nhiều. Không biết là người trong cuộc thì cảm thấy như nào, thấy chị cứ tưởng tìm cười mãi thôi ạ. Ưng ý, mình cảm thấy rất là thoải mái khi mà điều trị. Cũng là chắc là do bác sĩ mát tay nữa. Thì qua khi mà nhìn xong, khi mà điều trị xong mà nhìn cảm thấy là mọi thứ, các tình trạng da trước đây của em đấy, bọng mắt này, khóe miệng cười này, cũng như là tình trạng chảy xệ ở khuôn má, hai bên của má này thì được cải thiện, và em cảm thấy rất là vui. Và em có thấy tự tin hơn không? Có nhìn như là mình trẻ ra được 10 tuổi ấy. Đó, chính xác ạ. Cùng chia sẻ với cả mọi người một chút nhá. Đúng là hình ảnh trước đây của chị Thảo thì trông rất là khác biệt rồi. Một cái gương mặt là cùng là độ tuổi 30 ạ, nhưng mà cái gương mặt bên trước khi làm thì khá là mệt mỏi và cảm giác là chị bị già, đúng không ạ? Nhưng mà các bạn thể nhìn sang một chút về cái bên mà chị vừa mới làm xong ạ, rất là đẹp rồi, căng bóng, và thứ hai là cái làn da của mình trông nó rất là đầy đặn, đúng không ạ? Và cảm tươi trẻ và nhiều sức sống rất nhiều. Nhất là đặc biệt là cái làn da của chị Thảo là bị cái tình trạng là da mỏng, đúng không chị? Đúng, da mỏng và lão mạch. Đó, khiến cho cái làn da của mình càng trở nên là bị trông có vẻ như là xấu hơn rất nhiều, trông yếu hơn. Và sau cái liệu trình này thì da của bạn Thảo sẽ cải thiện dần dần lên mỗi một chút. Thì cái độ săn chắc da để elastin và collagen sẽ tăng sinh dần dần, để làm cho cái khuôn mặt, cái làn da của bạn sẽ căng hơn, nó bóng hơn và nó khỏe hơn. Các bạn nhé, cận cảnh một chút cái làn da của chị Thảo được không ạ? Để các bạn có thể nhìn rõ được hơn cái hiệu quả của công nghệ Ultra FLX 4.1 chỉ trong thời gian rất là ngắn. Chị Thảo chúng ta bây giờ đã có một làn rất là đẹp rồi, căng bóng hồng hào, các bạn nhìn thấy đây, cực kỳ săn chắc. Và làn da của chị thì từ một cái làn da mỏng, nhiều cái mao mạch hiện lên, đúng không ạ? Bây giờ thì là làn da đã rất là khỏe rồi, và cái kết quả này sẽ kéo dài trong bao lâu ạ chị? Kết quả của bạn Thảo này sẽ kéo dài trong vòng tầm 2 năm trở lên. Đó. Các bạn thì nhìn thấy nhá, kết quả nó sẽ kéo dài rất dài và cái hiệu quả thì nó cũng là tăng sinh rất là nhiều, chị Thảo nhá. Nên chị Thảo hoàn toàn là yên tâm. Về nhà thì cái chế độ mà kiên cữ dành cho chị Thảo thì bác sĩ thì ngay sau khi làm thì về nhà Thảo chú ý cho chị nhất là mình không bắt xa, không co, không day ấn nhiều, để vì ngay sau khi làm ấy thì đấy chính là cái quá trình mà định hình cơ. Cơ nó sẽ săn lên và co lên theo đúng cái hướng máy mà mình đã làm cho Thảo. Cho nên là ngay sau khi làm thì bạn không bắt xa nhé, không dây ấn nhiều trong vòng tầm 1 tháng đâu. Đó. Xin mời bác sĩ. Còn là tất cả chế độ ăn uống của chị của em về nhà thì bình thường. Không phải tin gì. Bạn có quan tâm hay thắc mắc gì thì hãy để lại bình luận dưới video này, hoặc gọi điện tới số hotline là 0386463463 để có thể được tư vấn trực tiếp
cũng như là trực tiếp có một cái làn da đẹp như chị Thảo ngày hôm nay. À, hãy cùng nhìn lại một chút hình ảnh của chị Thảo trước đây và hình ảnh bây giờ của chị Thảo nhé các bạn nhé, để nhìn thấy được rõ hơn cái hiệu quả của công nghệ Ultra FLX 4.1 tại Thẩm mỹ quốc tế Bali này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những ca trẻ hóa tiếp theo ạ.